Nhĩ Khang, Châu Kiệt bị tố ruồng bỏ bạn gái chỉ vì quên uống thuốc tránh thai. Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước đời sống tình cảm đầy hỗn loạn của nam diễn viên Hoàng Châu Cách Cách Nhĩ Khang. Showbiz ngày 8 tháng 12 không khỏi xôn xao vì một drama căng đét liên quan tới cái tên Châu Kiệt. Cha Nhĩ Khang của Hoàng Châu Cách Cách bất ngờ bị một netizen đăng bài bóc phốt chuyện tình cảm. Điều đáng nói, cô gái bị hại trong drama này đã bị Châu Kiệt ruồng rẫy vì một nguyên nhân nhạy cảm. Cụ thể, trong bài đăng, một cô gái được cho là người yêu cũ Châu Kiệt đã tố nam diễn viên Hoàng Châu Cách Cách có đời sống tình cảm vô cùng hỗn loạn và không thích chịu trách nhiệm. Đó là lý do khi hai người qua lại, Châu Kiệt luôn ép bạn gái phải uống thuốc tránh thai. Cô gái này cho biết, trong một lần sau khi quan hệ, chỉ vì quên uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà cô bị Châu Kiệt ép chia tay, tới nỗi khiến cô gặp ám ảnh tâm lý. Mỗi khi đi ngủ đều mơ thấy cảnh bị Châu Kiệt đuổi ra khỏi nhà. Không những vậy, người này tiết lộ rằng trong thời gian quen nhau, cô đã hỏi nếu hai người có con gái, Châu Kiệt sẽ có quyết định thế nào. Theo cô gái này, Châu Kiệt không hề ngần ngại mà đưa ra hai sự lựa chọn, một là phá thai, hai là chia tay. Ngoài ra, cô gái còn cho rằng cuộc sống riêng tư của Châu Kiệt vô cùng hỗn loạn. Cụ thể, sau khi bỏ rơi cô, Châu Kiệt nhanh chóng quen người khác, đặc biệt thích qua lại với những cô gái ở độ tuổi 20. Bên cạnh đó, cô gái này cũng tiết lộ rằng Châu Kiệt chẳng phải tỷ phú nông dân như báo chí đưa tin. Ngược lại, tình hình tài chính của nam diễn viên vô cùng khó khăn, tới nỗi phải thế chấp tài sản cho bạn bè để vay tiền. Cô gái dùng rất nhiều từ ngữ gay gắt khi trách móc Châu Kiệt. 52 tuổi rồi còn ra vẻ đạo lý hơn người. Anh cảm thấy thế nào khi làm hại thân thể của cô gái khác? Vì anh không có chí, lại là kẻ trắng tay, nên anh mới luôn cần những em gái 20 tuổi ngưỡng mộ sùng bái anh phải không? Đừng lừa dối, chơi đùa tình cảm của tôi nữa. Về phần Châu Kiệt, hiện tại nam diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan tới thông tin trên. Trong khi đó, trên mạng xã hội, netizen tranh cãi kịch liệt. Đúng là người đàn ông có quá nhiều lùm xùm, không ưa một chút nào, quá rắc rối, không ai không chịu bảo vệ bản thân. Chị này chửi mắng Châu Kiệt nhưng vẫn hẹn hò với anh ta đấy thôi, thật không hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Châu Kiệt dính phốt về nhân cách. Thời điểm nổi tiếng với vai diễn Nhĩ Khang, nam diễn viên đã bị cả dàn diễn viên Hoàng Châu Cách Cách cạch mặt vì thói kiêu căng, ngạo mạn, ưa nói xấu bạn diễn. Theo đó, anh liên tục đưa ra nhiều yêu sách khó chịu khiến nhà sản xuất, đồng nghiệp gặp vô vàn rắc rối. Thậm chí ngay từ khi còn đang quay Hoàng Châu Cách Cách, tức là chưa nổi tiếng nhưng Châu Kiệt đã cư xử có vấn đề. Anh thường xuyên bắt nạt Tô Hữu Bằng, yêu cầu bạn diễn phải làm này làm kia cho mình. Anh từng cưỡng hôn Lâm Tâm Như trong một cảnh thân mật, khiến cho cô sau hàng chục năm vẫn còn bị ám ảnh. Rồi Châu Kiệt cũng nhiều lần lên truyền hình nói xấu các bạn diễn của mình, chẳng ngại làm họ mất thể diện trước công chúng. Châu Kiệt từng viết trên trang cá nhân của mình rằng, thật không thể chịu nổi thái độ của những diễn viên đến từ Đài Loan. Họ luôn chê bai diễn viên đại lục như lấy đó làm vui vậy. Thậm chí có người còn nói rằng, diễn viên đại lục không có giáo dục hay sao. Chia sẻ này của Châu Kiệt được cho là quá động chạm khi có tới 3 bạn diễn trong Hoàng Châu Cách Cách là Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Trần Chí Bằng đều đến từ Đài Loan. Chính đạo diễn của Hoàng Châu Cách Cách cũng thẳng thắn cho rằng, Châu Kiệt là kẻ bỏ đi của bộ phim này. Cũng vì quá xấu tính, các bạn diễn của Châu Kiệt đều tránh xa anh. Trong khi đó, khi tham gia show Tập Kỹ, Khang Hy đến rồi, Lâm Tâm Như không giấu được cảm giác chán ghét. Anh ta luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, quay cảnh thân mật với anh ta thực sự rất khó khăn. Tô Hữu Bằng thì khẳng định anh không muốn nhắc đến tên Châu Kiệt, không muốn giúp anh ta có cơ hội đánh bóng tên tuổi. Những tưởng chỉ riêng việc lèm bèm nói xấu bạn diễn đã đủ khiến Châu Kiệt mất điểm rồi, hóa ra chàng Nhĩ Khang ngày nào còn nhiều chuyện tệ hơn nữa. Châu Kiệt không chuyên tâm làm việc mà lại nghiện cờ bạc, từng bị thua nợ rất nhiều và bị siết nợ đến mức đang đóng phim, có chủ nợ đến tận phim trường để đòi tiền. Thậm chí anh còn chơi đến hết tiền, buộc phải ký giấy nợ tại các sòng bài để rồi sau đó trốn chui trốn nhủi. Châu Kiệt cũng thích gây gổ với cả thế giới, sẵn sàng ẩu đả ngay tại sân bay chỉ vì tranh chỗ xếp hàng với người khác, đến mức nhân viên an ninh phải ra xử lý. Châu Kiệt cũng từng uống say rồi lái xe đến mức gây tai nạn. Không những không đền bù cho nạn nhân và xin lỗi, nam diễn viên còn đòi kiện lại người đã bị anh đâm trúng, khiến cho khán giả vô cùng phẫn nộ. Giờ đây, Châu Kiệt đã hoàn toàn rời xa làng giải trí, chọn một con đường không ai ngờ tới là về quê trồng lúa và là một nông dân thành công. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh, khán giả vẫn không giấu được cảm giác ghét bỏ. Còn đồng nghiệp thì chẳng ai muốn gặp mặt hay có liên quan gì đến anh nữa.